Hello anh em đã trở lại với channel của mình. Hôm nay lại là tiếp tục một series hướng dẫn tân thủ. Sau khi anh em chơi khoảng một tuần thì anh em sẽ có khoảng đâu đó trên dưới 1 triệu TP. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em bui một đội hình, những con hàng cộng cao, những con hàng chỉ số cao, thi đấu hiệu quả để anh em có thể đa rank và nâng cấp đội hình của mình hơn nữa. Thì đầu tiên, với giá 1 triệu thì mình chỉ tìm những cầu thủ trong khoảng 96 đến 98 thôi. Vì anh em cũng mới chơi, không nạp tiền nên trước hết chúng ta cứ mua những cầu thủ này để đá lên rank đã. Và đây là những cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng ta bỏ những cầu thủ tầm 2 triệu mùa tốt kia đi, đá cũng không hay đâu mọi người ạ. 2 triệu mùa đấy mà mua mùa Totti mới mở thì gọi là hết ý. Chúng ta chỉ mua cầu thủ khoảng 100k TP thôi. Những cầu thủ đó dù không lớn nhưng mà với những anh em mới chơi thì cũng phải cân nhắc. Vì là mới chơi thì không có TP xanh ở đâu ra, mà thuế thì tận 40%, nên là anh em cũng không biết kiếm tiền như thế nào. Đầu tiên thì mình nghĩ là sẽ phải bui một cặp trung vệ thật là khỏe. Và trong đầu mình thì mình luôn có cặp trung vệ ưa thích của mình rồi. Như trên FIFA 4 thì người ta thường chơi một thòng một dập. Và người đầu tiên mình muốn có trong đội hình 1 triệu này chính là Dayot Upamecano, trung vệ mới gia nhập Bayern. Hàng cộng không không có nên mình sẽ mua hẳn cộng 1 với giá 150.000 TP. Và mình chắc chắn là không bao giờ mình phải hối hận về quyết định này. Vì Upamecano theo mình đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Và trong game thì anh luôn thể hiện được đẳng cấp. Cầu thủ thứ hai mình muốn sở hữu có lẽ sẽ là một hậu vệ cánh, một máy chạy thực sự. Đã từng khoác áo Real Madrid và Borussia Dortmund. Đó chính là Hakimi, hậu vệ cánh phải quốc tịch Maroc. Trên thị trường chuyển nhượng anh chỉ có giá khoảng 94,8k TP xanh thôi. Là một con hàng chất lượng khác. Và tiếp theo thì chàng soái ca của nước Anh, Mason Mount, với giá là 102k TP. Mình sẽ đặt giá mắc. Như vậy là chúng ta đã có được bộ 3, 2 phòng ngự và 1 tiền vệ công rồi. Cũng đã có những cầu thủ ưng ý nhất trong tầm giá. Thì bây giờ mình sẽ chuyển đổi chỉ số, mình sẽ tìm sang những chỉ số thấp hơn để tìm kiếm những cầu thủ có chất lượng hơn. Mình sẽ tìm từ 96 đến 97. Thì sẽ có Pion, Muller. Những cái mùa đầu tiên thì anh em không nên mua, vì những mùa này thì mua không mang lại hiệu quả cho anh em mới chơi. Còn mình không dám nói anh em nhiều tiền nha. Anh em nhiều tiền thì anh em mua cái gì cũng được, không được dạy nhà giàu tiêu tiền. Đấy là quan niệm của mình. Đây, Son Campbell cũng có 126k TP thôi, nhưng mình không chơi Son Campbell. Những icon đen thì hầu như đã bị nép rất nhiều. Và tiếp theo sẽ là Tony, hậu vệ cánh trái của Arsenal. Arsenal bập bõm và là câu lạc bộ mình đã từng yêu thích đến tận mười mấy năm. Nhưng mà trong khoảng một năm gần đây thì mình đã không theo dõi Arsenal thi đấu nữa. Chúng ta có thể lướt thì cũng không thấy những thẻ cầu thủ giá trị, ngoài một số icon đen. Nếu anh em muốn chơi icon đen thì anh em có thể mua Son Campbell hoặc là Laurent Blanc. Cầu trung vệ đó thì khá khét, nhưng mà mình đã từng trải nghiệm rồi nên mình sẽ mua những cầu thủ khác. Đây là Eric Dier của Tottenham, có lẽ mình sẽ không mua. Mình không thích Eric Dier. Mình sẽ mua một cầu thủ khác của Tottenham, đó là Ndombele. Mình thích sự máu lửa cũng như là thể lực dồi dào ở tuyến giữa. Mình sẽ xây dựng tuyến giữa với hai cầu thủ giàu sức mạnh để hỗ trợ cho Mason Mount ở tuyến trên. Ndombele chỉ có 81k 5TP thôi. Những cầu thủ gốc Phi thi đấu ở ngoại hạng Anh mình thấy họ đá rất hay, kể cả từ thời của Yaya Toure hay là NHC Diop. Nếu mọi người xem đá bóng lâu thì mọi người nhớ là những cầu thủ châu Phi luôn mang lại cho chúng ta cảm hứng. Ngoài ra còn có JJ Okocha, tiền vệ công nổi tiếng năm nào của Bolton Wanderers. Tiếp theo ở vị trí chạy cánh thì có lẽ mình sẽ tiếp tục mua một máy chạy khác, đó là Riyad Mahrez của Man City. Máy chạy cánh phải ngày xưa thi đấu cho Leicester thì anh thi đấu rất hay, nhưng mà sang Man City thì có lẽ là anh không còn nổi tiếng được như trước. Nhưng trước đó thì mình sẽ mua Partey, một tiền vệ khác của Arsenal.
chất máu lửa của châu Phi. Như mình đã nói ở trên thì mình sẽ muốn hai trung vệ càn quét để hỗ trợ cho Mason Mount. Partey là một sự lựa chọn đúng đắn. Mình sẽ tiếp tục tìm một format vì mùa này chỉ số cao nhưng cầu thủ rẻ, thích hợp với những anh em nào mới chơi. Anh em nào mới chơi thì cũng nên chi tiêu một cách hợp lý vì lúc đó chúng ta chưa có nhiều TP xanh. Như mình thì mình có nhiều cái clone đã nhập code nên là mình có nhiều TP. Mình cũng muốn xây dựng các đội hình để review cho anh em. Tiếp theo sẽ là một máy chạy khác, Harvin Lozano. Liệu anh em có nhớ cầu thủ người Mexico này không? Từng khuynh đảo FIFA 3, FIFA 4. Bây giờ anh đang thi đấu tại Ý cho Napoli thì phải. Lâu rồi mình cũng không cập nhật cầu thủ này. Chỉ nhớ là ngày xưa FIFA 3, FIFA 4 rất nhiều người có anh. Hồi đấy anh là tài năng trẻ, sinh năm 1995. Nhưng 1995 bây giờ thì có lẽ là cũng thuộc dạng trung tuổi rồi, không còn là tài năng trẻ nữa. Tài năng trẻ bây giờ là phải những năm 2000, 2001 như Vinicius hay là Rodrigo ấy. Đây, bây giờ mình sẽ mua Riyad Mahrez 114k TP. Hai hành lang của mình là hai máy chạy. Bên dưới cũng có hai máy chạy khác là Tony và Hakimi. Như vậy là đã tương đối rồi. Có lẽ bây giờ vị trí quan trọng nhất là vị trí tiền đạo. Mình sẽ đi tìm một tiền đạo có thể phối hợp với đồng đội, dứt điểm tốt và đánh đầu cũng tốt. Mình sẽ tìm luôn ở đây để cho anh em có thể nhìn thấy. Có thể một số anh em thích tiền đạo này nhưng một số anh em lại thích tiền đạo khác thì hãy mình cứ sâu lên đây. Đây chúng ta có thể thấy là Patrick Kluivert 165 KTP, Timo Werner 247 KTP. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu với anh em một chân sút khác từng lừng lẫy ở Serie A. Người ta hay gọi anh là tiền đạo điện thoại. Mình nói vậy cho anh em cũng đã biết là ai rồi. Ở đây có cả Miroslav Klose nhưng mà mình đã test Icon Prime rồi nên là mình sẽ mua Immobile. Anh em có nhớ Immobile không? Và ở vị trí trung vệ cặp với Upamecano sẽ là Laporte của Man City. Laporte của Man City thì dường như đã mất vị trí vào tay của John Stones sau khi anh đã cặp với Ruben Dias quá hợp. Và đây là đội hình của mình. Ở vị trí thủ môn sẽ là Martinez, thủ môn dự bị của Arsenal. Hàng tiền vệ thì mình sẽ thay Arturo Vidal, thử thay cho Ndombele xem đá như thế nào. Chỉnh sân và bắt đầu thôi. Đội bạn đã khen ngay trước trận đấu Riyad Mahrez. Đây là Immobile. Dứt điểm không? Dứt điểm treo góc. Tỷ số là 1-0 và người ghi bàn là Arturo Vidal. Tiếp theo, cướp bóng rồi. Sao thế này? Sao để họ qua này? Chúng ta có thể thấy là Hakimi tranh chấp rất tốt. Vâng, không thể qua được hàng phòng ngự. Mình có thể chắc chắn với các bạn là cặp trung vệ vừa rồi rất hợp lý với mọi người. Chọc khe đi Riyad Mahrez. Chuyền rồi. Dứt điểm không? Riyad Mahrez. Tỷ số là 2-0. Hai máy chạy đã phối hợp với nhau. Chúng ta có thể thấy là hàng phòng ngự lại tiếp tục chặn được bóng. Đội bạn không thể lên được bóng với hàng tiền vệ và hàng phòng ngự này. Riyad Mahrez tạt bóng. Không, anh dùng kỹ thuật. Có thể chúng ta thừa biết là chân phải của Riyad Mahrez thì không tốt. Tạt bóng, Immobile. Tỷ số là 3-0. Bàn thắng đầu tiên của Immobile. Khả năng chọn vị trí của Immobile là rất tốt. Còn khả năng dứt điểm thì còn phải xem xét đã. Pha đá nối bóng rất hay. Mason Mount rách lưới. Tiền vệ công trắng hot boy của nước Anh đã ghi bàn. Phong cách ăn mừng rất thảnh thơi. Đây là Riyad Mahrez. Tạt bóng, Immobile dứt điểm. Không hiểu sao anh dứt điểm ra ngoài trong tình huống vừa rồi. Hakimi chọc khe cho Riyad Mahrez. Làm gì? Ui. Đúng là hàng công của Man City tuyển tập. Đây là Immobile. Dứt điểm không? Chúng ta có thể xem pha xử lý của Immobile. Anh xử lý bằng chân rất tốt. Có lẽ pha bỏ lỡ vừa rồi chỉ là một ngoại lệ thôi. Lại là Immobile. Tạt bóng. Không, dứt điểm. Bóng đi sát sạt cột dọc. Đội bạn tấn công.
chúng ta có thể đấy xem, đó là Ndombele đó. Ndombele của Tottenham. Đây là Immobile. Immobile rất đẹp. Không vào. Chuyền bóng Immobile. Kỹ thuật Riyad Mahrez rất đẹp. Tỷ số là 3-0 và người ghi bàn là Riyad Mahrez. Chúng ta có thể thấy là lực sút xa của Riyad Mahrez không mạnh, nhưng mà bóng đi rất hiểm. Tiền vệ phá bóng thành công. Phối hợp với đồng đội. Lại là Riyad Mahrez. Có tạt bóng hay chọc khe không? Tạt bóng. Immobile. Lại không vào. Đệm bóng cận thành. Không hiểu kiểu gì. Kỹ thuật hay. Immobile. 4-0. Đội hình này mình đã ở mức danh 300k fan. Anh em có thể thấy là vẫn áp đảo rất nhiều đội bạn. Vâng, pha vuốt bóng của Riyad Mahrez sở trường không được. Riyad Mahrez có những pha cứa lòng chân trái rất hay. Chúng ta có thể thấy Immobile tiếp bóng bước 1. Hay, rất đẹp. Một sát thủ thực sự trong vòng cấm. Anh di chuyển, đỡ bóng và dứt điểm. Không còn gì để chê. Hai máy chạy chuyền cho nhau. Đây là Javi Zolano. Immobile. Khá bỏ bùng. Sau khi tỏa sáng thì anh lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống như vậy. Immobile, kỹ thuật tạt bóng. Javi Zolano không được. Javi Zolano có những pha xử lý thật sự là khó hiểu. Chọc khe. Mahrez không chạy kịp rồi. Diot Upamecano kèm bóng đi. Vào bóng. Chúng ta có thể thấy được sự trâu bò của Upamecano. Tiếp tục. Vâng, khả năng tranh chấp của trung vệ người Pháp là quá tốt. Lozano vào. Biển quảng cáo rồi. Không hiểu sao anh sút được ra ngoài trong tình huống vừa rồi. Immobile không được. Ép sân liên tục nhưng không có bàn thắng. Đây là Riyad Mahrez. Không vào. Lozano dứt điểm không vào. Quá khó để ghi bàn. Không hiểu sao lại như vậy. Người đá phạt góc là Immobile. Tạt bóng. Đánh đầu. Không, Immobile là người đánh đầu. Có lẽ người đá phạt góc là Mason Mount. Lại là Javi Lozano. Tiếp tục vào biển quảng cáo. Thật sự khó hiểu với máy chạy người Mexico. Có vẻ như hôm nay anh thi đấu không được tốt. Đây là Arturo Vidal. Immobile. Kỹ thuật Immobile. Đây là Mason Mount. Không vào. Mason Mount đã tiếc nuối cho pha xử lý của mình. Immobile. Immobile rất đẹp. Những tình huống như thế này thì Immobile làm rất tốt. Chúng ta có thể thấy hầu như là rách nóc lưới. Chuyền bóng Riyad Mahrez. Lốp bóng xa ngang rồi. Immobile đánh đầu kịp không? Không kịp. Riyad Mahrez thi đấu rất nghệ sĩ. Đây là Hakimi. Hakimi. Chúng ta lại một lần nữa được xem xét và đánh giá chất lượng của hàng phòng ngự mà mình đã bùi. Không còn gì để chê. Immobile chọc khe. Chọc khe cho Riyad Mahrez. Riyad Mahrez tạt bóng. Immobile đánh đầu. Như trong tranh. Tỷ số là 2-0. Anh em cứ xây dựng đội hình này cho mình. Đảm bảo đá đánh lên 500k không phải nghĩ. Hàng phòng ngự chưa bao giờ cảm giác bị thua thiệt. Đây là Riyad Mahrez. Lozano không được. Lozano. Từ nãy đến giờ Lozano vẫn chưa ghi bàn. Ngay cả trong tình huống 10-10 như vậy. Ndombele. Đây là Lozano kiến tạo. Immobile rách nóc lưới rồi. Chắc chắn. Tỷ số là 3-0. Lozano có vẻ như là chỉ chạy và truyền thì sẽ tốt hơn. Immobile. Hà Vinh Lozano tiếp tục. Tiếp tục vào biển quảng cáo lần thứ 3.